chia tay gia đình ở đây để đi về Sài Gòn đây. Giờ chuẩn bị xe cộ hết rồi, mấy đứa cháu đây, trong nhà đây. Đây Emily và chị Thúy đứng sẵn rồi. Bye bye ông ngoại, bà ngoại kìa, vô chào đi. Bye bye doggy. Bye bye doggy, trời ơi, bay người nó không bay thì bay chó trước kìa. Kìa vô bay chào ông ngoại đi. Dạ ok ông ngoại, ở lại giữ gìn sức khỏe, 2 năm nữa con về. Con được học giỏi để thành tài. Học giỏi thành tài. Con trở lại để thăm bà ngoại. Mấy năm nữa? Mấy năm nữa? Nói đi, mấy năm nữa con về? 2 năm nữa nha. 2 năm nữa nha. Ba ông con nói với ba con là coi ông đi theo mà thôi, bây giờ như vậy là ra con được thì cũng đi cũng về mà. Đi đâu về, hôm nay con đi luôn rồi không có về nữa. Có con đi với ba con là đi lên đường. Đi vô nhà, đi vô nhà đi, con đi vô nhà đi vô bà ngoại. Bây giờ nói không đi không về thì đi luôn. Rồi ra chào bà ngoại đi rồi. Ôi mai gặp bà ngoại lại rồi, mai chào bác Trinh bác Quang kìa. Bác Trinh bác Quang bác Dung mai không gặp thôi. Thằng kia đóng cửa vô dập đầu luôn. Đi đi con, đừng có quên đến nữa. Không quên đến nữa. Chờ, chào bác Dung, chào bác Trinh kìa. Mai đâu gặp bác Dung bác Trinh nữa. Mai bác Dung có thể bác Dung cũng đi. Chỗ đâu ngồi, chỗ đâu ngồi mà đi. Có chứ. Không. Em còn chờ đồ. Không còn chờ đồ nữa. Người sau là ngồi ba người này trước ai ngồi. Lên lắp. Lên lắp quá. Sương không vậy? Sương không. Đó, đi ông bê hả? Ông bê. Rồi đi ba nha. Ba, thôi ba. Ba mẹ con Bye 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 see you Tú nha. Bye bye đi đó. Tay ngón tay gì chị bé gần dài giống như là tay khỉ vậy đó. Tay Emily nó không dài lắm đâu, móng nó ngắn lắm, nó giống nó tay bà nội nó với lại. Tay con này với xíu giống nhau ha. Rồi không, bé mở cửa lên đi Thùy. Tay này dài thôi nhưng mà ngón tay to. Mở cửa lên xe đi con. Yeah. Cho ok, bye con đi nha. Bye bé. Bye bác Dung, bye ông ngoại, bye gặp đây nè, đây nè, con này nó cũng bye mẹ nó nè. Rồi. Mai bác Dung đi nữa mà. Có gì mai bác Dung đi còn không biết Thúy có cho nó ở lại không? Nó thích ở đây ở. Không biết. Ok. Không có gà mẹ. Gà thì không được ngon lắm. Chắc tại ăn no bè nó rồi. Ăn no cái hai cái món kia rồi đến món lẩu cuối cùng cũng no rồi, mực cũng ngon. Mực cũng ăn sạch luôn á. Hai gái mặc áo cặp đã ngủ say sưa rồi. Cầu Long Thành mình là dưới sông Đồng Nai, hôm nay nước đục khừ à. Sông Đồng Nai mà hôm nước trong trong hôm nay. Trời mưa sao nước vàng khè. Hôm nay trời không có nắng cho nên nó vậy. Đó. Sài Gòn nữa gọi là buổi nhiệt bây giờ. Hôm nay là trời áp thấp nhiệt đới nên tối thui tối mù. Thấy len mát rồi đó. Thì hôm nay mình về Sài Gòn mình ở lại một đêm, mình sẽ mướn một căn hộ apartment ở Landmark 81 tầng. Gia đình mình đã lên tới Sài Gòn và hôm nay thì mình mướn một căn apartment ở khu Landmark 81 tầng ha. Thì mình ở cái phạt E, 6E. Đây là một cái căn phòng mình sẽ review cho mọi người coi. Nếu ai thấy thích thì về Sài Gòn muốn ở Landmark thì mướn cái căn hộ này. Mình mướn với giá là 1.200.000 đồng tiền Việt Nam. Đây một căn phòng ngủ có thể ở được 4 người. Lớn và hai con nít thì đây em Ly mở đèn có em Ly làm gì vậy. Đây là cái phòng cửa bước vô ha, thì đây là có một cái bàn như vậy. Còn em Ly kìa giờ đóng tùm lum tùm la không biết chỉnh gì, mình cũng mới đi vô được mấy tiếng đồng hồ thôi, đồ đạc mình còn để đó tùm lum đó, giờ nó bấm sao nó không mở được luôn kìa. Và đây là cái khu bếp đó, bếp thì có dàn tủ và tủ lạnh. Đây là bếp, bếp điện từ có lò vi sóng, có ấm, có chén, có bát trong đó nè. Có cái này thì không có gì hết.
em lại phá quá. Con phá vừa thôi. Đây chén bát ha. Chén bát ly tắt. Rồi có nồi cơm điện. Có nồi để nấu canh nấu súp. Có thớt nè, có chảo nè. Có sinh có giống như căn hộ đó. Và đó là bàn ăn. Có phòng ngủ để mình vô đây. Đầu tiên đây là cái red room 1. Và đây là phòng ngủ 1 đây. Đó, phòng ngủ 1 là một cái giường queen bed, là một cái giường cũng lớn ha. Không có phải là king nhưng mà queen size thôi. Đó, có kệ học tủ. Và đây có một cái tủ để đựng quần áo nữa nè. Đó, nếu mà ai mướn nguyên một tháng thì mình nghĩ chắc sẽ là rẻ tiền hơn. Còn đây hôm nay mình mới lên mình mướn có một đêm để ngày mai mình ra phi trường thôi. Thì mình muốn đi qua Landmark mình chơi đó. Hồi nãy mình đi dặm lông mày Emily thì qua Landmark ăn hay đi lao lẩu gì đó rồi. Mình thì không có ăn tại vì mình mắc đi làm dặm cái lông mày. Mình có hẹn cho nên mình lên mình check in lẹ rồi mình đi. Nên không có kịp đi ăn và không có review được cái Landmark 81 ở bên kia. Giờ nếu mình muốn mình phải đi bộ qua. Và đây là phòng khách TV. Và có cái patio và cái view ở ngoài. Đó, cho mọi người coi cái view. Sài Gòn sắp mưa cho nên là trời tối thui à. Đó, view nhìn xuống. Mình đang ở là tầng 31. Trong cái tòa nhà này nó có tới tầng 4 mấy em ơi lì. Tầng cao nhất là 49. Và đây là cái red room thứ hai. Thì có red room, có bồn cầu, có nhà tắm đứng và có cái sink ở đó. Còn bên đây là cái phòng ngủ thứ hai đây. Cũng có kệ để đồ và cái giường đó cũng thể ngủ được hai người và có thể là ba người cũng được. Thì mình mướn thì họ nói là có thể cho ngủ maximum là bốn người lớn và hai con nít dưới 7 tuổi đó. Phòng central air có máy lạnh hết đó. Đây là cái view của phòng thứ hai đó, nhìn qua bên đây đó. Nếu ai mà về Sài Gòn mướn thì mình thấy cái giá rất là bình dân, rẻ. Năm tính ra tiền đô thì khoảng 50 đô một đêm. Còn nếu mà mướn tháng thì mình không biết, để lần sau mình thích thì mình sẽ mướn nguyên tháng. Thì mình tính ra rẻ hơn là mình đi mướn hotel. Mướn hotel thì có 100 đồng một đêm, 200 đồng, 300 đồng tùy cái. Nhưng mình thấy Landmark như vậy, cái căn hộ như vậy rất là tiện. Có phòng máy giặt luôn, để mình đi qua phòng máy giặt. Bên đây nó có cái máy giặt cho mình nhưng mà không có máy sấy. Đây có một cái phòng, ở cái phòng thứ nhất đi vô thì nó có. Trong đây nó hơi tối, đó trong đây nó có. Mình không biết mở đèn ở đâu. Đây tối hù mình không biết mở đèn, sorry tối thui à. Đó keo mùng mền chiếu gối đó, có máy giặt người ta set up sẵn cho mình đó, có máy giặt ở đó và mình có thể giặt đồ ok. Đó là những cái phòng Landmark 81 tầng mình đang ở, là có 100 có 150 đô một đêm. Rồi ai thích thì về đây ở, mình không có quảng cáo dùng, mình chỉ có thấy tiện lợi. Ai du lịch travel thì thích thì ở thôi, chứ mình không có được ở free đâu, mình không có quảng cáo đâu, không có được cái gì đâu. Ok mọi người nha. Sáng Sài Gòn, sáng cuối cùng ở Sài Gòn của Emily. Hẹn 2 năm nữa Emily về nữa. Đây, chung quanh chung apartment Landmark 81. Toàn là cao ốc, building cao cao không, giống như đang ở New York. Mướn cái này ở cũng được, mà nếu mà ai mà ở nhớ mang theo khăn lông, xà bông tắm của mình, xà bông gội đầu, kem răng của mình. Chứ người ta cho mấy cái đồ mình xài thấy dở lắm.
Và bây giờ gia đình mình chuẩn bị đi ra phi trường để về Mỹ. Thì đây là những cái hành lý mà hôm trước mình mang lên, ngày hôm qua mình mang lên đó. Còn bây giờ sáng nay mình ra phi trường thì gia đình dưới quê nhà mình sẽ lên, mẹ mình và em mình sẽ lên một chuyến nữa, sẽ chở những đồ đông lạnh. Đây, chia tay, chia chân đây, phi trường đây, đồ đẹp đây, đồ để lại, mang về ai mặc vừa cho chứ mang về con ấy. Rồi bây giờ là tạm biệt Sài Gòn, tạm biệt Việt Nam, giờ đi vô phi trường đây. Hôm nay trời Sài Gòn áp thấp nhiệt đới. Giờ mình vô mình check in. Rồi giờ đi mang con bò. Sữa đó. Em vẹn cho 100 đồng đó. Chuyến đi của mình bay thấy rất là đông, hồi nãy mình vô chưa có ai, bây giờ đầy hết luôn rồi đó. Đồ mình ngay kia chứ, rồi mình ra kiếm tiếp chứ. Rồi 9:45 mới mở quầy, mình tưởng 9:00.